Cô xin chào tất cả các bạn. Các bạn biết không, khi học về phân số, các bạn sẽ được học thêm nhiều dạng toán mới. Bài học hôm nay sẽ giúp các bạn làm quen và biết giải các bài toán dạng tìm phân số của một số. Để biết dạng toán này thực hiện như thế nào, thì bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau vào học tiết toán tìm phân số của một số. Cô có bài toán như sau. Một rổ cam có 12 quả. Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Bạn nào cho cô biết bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết một rổ cam có 12 quả. Bài toán hỏi gì? Hỏi 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Để biết được 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả, các con hãy quan sát xem cách cô tìm ra được 2/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả nhé. Để giải được bài toán này, cô có hình ảnh minh họa như sau. Có 12 quả cam. Cô sẽ chia làm 3 phần bằng nhau. Vậy bạn nào hãy cho cô biết 1/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Các con đã có câu trả lời chưa nào? 1/3 số cam trong rổ sẽ là 4 quả. Vậy các con sẽ thực hiện phép tính gì để ra được 4 quả? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia. Lấy 12 chia 3 bằng 4 quả. Các bạn hãy quan sát hình và cho cô biết 2/3 số cam trong rổ gấp mấy lần 1/3 số cam trong rổ? Các con đã có câu trả lời chưa cho mình chưa nào? Nhìn vào hình, ta có thể thấy được rằng 2/3 số cam trong rổ gấp 2 lần 1/3 số cam trong rổ. Vậy để tìm được 2/3 số cam trong rổ, ta làm như thế nào? Ta sẽ lấy 1/3 số cam trong rổ nhân cho 2. Mà 1/3 số cam trong rổ là bao nhiêu quả? Là 4 quả. Ta sẽ lấy 4 x 2 bằng 8 quả. Từ đó, ta có thể tìm 2/3 số cam trong rổ như sau. Ta sẽ lấy 12 x 2/3 bằng 8 quả. Vậy từ phần nhận xét này, cô có bài giải như sau. Hai phần ba số cam trong rổ là 12 nhân 2/3 bằng 8 quả. Đáp số 8 quả. Vậy từ bài giải này, bạn nào có thể cho cô biết muốn tìm 2/3 của số 12, ta làm như thế nào? Các bạn đã có câu trả lời cho cô chưa nào? Muốn tìm 2/3 của số 12, ta lấy số 12 nhân với 2/3. Vậy các con đã nắm được cách giải dạng toán tìm phân số của một số chưa nào? Để giúp các con có thể củng cố thêm kiến thức, nắm rõ hơn nữa kiến thức về cách làm của dạng toán tìm phân số của một số, cô có ví dụ như sau. Tìm A, 4/3 của 12 là bao nhiêu? B, 2/5 của 20 là bao nhiêu? Các con hãy thực hiện cho cô bài tập này đi nào.
Các con đã giải xong bài tập này chưa? Bây giờ cô và các con cùng nhau sửa bài tập này nhé. Để biết được 4/3 của 12 là bao nhiêu, ta sẽ lấy 12 nhân 4/3 bằng 16. Các con có ra kết quả giống với cô không nào? Nếu bạn nào ra kết quả sai, thì các con nhớ sửa bài nhé. Để biết được 2/5 của 20 là bao nhiêu, ta sẽ lấy 20 nhân 2/5 bằng 8. Các con hãy so sánh với kết quả của mình đi nào. Vậy qua hai bài tập này, bạn nào có thể cho cô biết muốn tìm phân số của một số ta làm như thế nào? Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số. Cô nhắc lại một lần nữa. Muốn tìm phân số của một số, ta lấy số đó nhân với phân số. Và đó cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Các con cố gắng vận dụng lại những kiến thức cô vừa giảng dạy cho các con. Các con cố gắng hoàn thành cho cô bộ câu hỏi. Nếu có thắc mắc gì, các con hãy phản hồi lại cho cô nhé. Cô chúc các em và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào các em.